3. Xin chào quý khách, hôm nay công ty An Ba xin giới thiệu đến quý khách một sản phẩm pha lọc máy giặt. Pha lọc được làm từ xốp, nhựa và lưới cao cấp an toàn cho máy giặt. Pha lọc thông minh loại bỏ được 90% lông, bông và tóc, những tạp chất phát ra từ quần áo trong quá trình giặt mà máy giặt không thể xử lý hết. Pha lọc thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, không làm hỏng sườn vải quần áo, không đọng lại cặn bẩn giặt trong quá trình giặt. Phao thu gom mọi cặn bẩn lâu ngày của quần áo tích tụ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, làm tăng tuổi thọ của máy giặt. Hàng ngày quý khách chỉ phải cho phao cùng quần áo vào trong máy giặt, còn lại là lọc cặn bẩn để phao máy giặt của chúng tôi lo. Quý khách hãy nhấc máy lên và gọi điện theo số 0967150656 để được đặt hàng và tư vấn miễn phí về sản phẩm. Xin cảm ơn quý khách. Xin kính chào quý khách ạ.